là ra đấy hả? Không, nó tự đi mà. Xe bây giờ thì cũng được thôi nhưng mà nó đi nó cũng dễ. Đây là ăn hỏi à? Vâng ạ. Ăn hỏi ở Nam Định nó hoành tráng lắm. Ừ. Nó hoành tráng mà nó to lắm. Thế à? Mà nó chất lượng lắm. Chứ không như ở Hà Nội đâu. Em nói thật mà. Em như có ra thì em ăn hỏi chỉ có 10 triệu thôi. Tiền phong bì không nói. Ừ. Nhưng mà nhiều thứ, nhiều chất lượng lắm. Không hoa hòe như ở trên Hà Nội hoa hòe thôi, nhưng mà cũng nhiều tiền phết ấy. Đám cưới là người ta đủ hết rồi, là phong bì thiết mời giấc mơ các thứ rồi đấy. Anh xem đây, đấy trên này đấy, gà nhá, 5 con gà nhá, này mâm xôi 5 con gà nhá, cao trào nhá. Ơi, ở đây như vậy mà, gà lợn mà, nói chung là hoành tráng lắm. Chất lượng lắm. Nó nặng theo, nền chất lượng lắm. Đi theo đủ các. Không, tại vì như này ở mỗi nơi một khu, một phong tục. Không có vấn đề gì. Nó phong tục. Nhưng mà để nói về giá trị ấy, thì ví dụ như 10 triệu ở trên Hà Nội không bằng cái 5 triệu dưới này đâu. Chất lượng ở trên ấy nó bình thường lắm mà. Không là hoa hòe hình thức đây, nhiều đây, hơn. Họ đến đây đây. Đây đến đây. Họ sẽ đến đây. Đây là một cái buổi ăn hỏi của đây. Ăn hỏi nhá, là nhà gái vui hơn nhà trai. Yeah. Vâng, thì nhà giai là người ta mang đi không? Nhà gái rất là đông. Nhà gái rất là đông mà vui hơn, như cái giang em ăn hỏi vui thôi. Đám cưới thì vèo cái đến rước dâu là đi. Có gì đâu. Nhưng mà hôm nhà mình làm ăn hỏi cũng được đấy chứ. Vâng. Làm tại nhà này cũng được. Đấy. Nhà tốt quá gì nữa, đẹp. Đẹp mà bây giờ còn chưa khênh hết các bàn ghế về chỗ cũ đâu. Đợi hôm đấy. Lại thuê mấy cái bàn để vào đấy để xong. Chứ còn kệ nữa. Bây giờ ai khách ở khách khứa gì khênh kiếc có 2-3 bố con khênh mệt lắm. Mà nó tha cho mình không phải khênh. Chúng đi chứ nó khênh. Toàn những cái bộ salon to tướng như thế. Còn cái ghế mà ghế massage cho chẳng ai lấy. Nó nặng quá, to quá. Nó cứ lù lù ở trong phòng làm việc.